này, trình diễn cho các bạn xem này. Bạn vện dưới đỉnh đực, xù vện các bạn nhá. Đó, đuôi bông lau. Bạn nào yêu thích thì nhớ liên hệ ngay số điện thoại 0972 386 270 các bạn nhá. Đó, nay vừa bắt gặp, hàng rất đẹp, rất mới luôn các bạn nhá. Đó, nhìn thích chưa, sướng chưa? Mới bắt về nên em mới hơi nhát và gần 2 tháng tuổi. Đúng đầu lưỡi các bạn nhá. Đây. Hơi nhát. Ấy à, gớm thế nhỉ? Mày gớm thật đấy. Đốm đầu lưỡi này. Đó. Mình đè cục đá vào đây, dắt cục đá các bạn ạ. Đó. Đốm đầu lưỡi. Giờ đính đực. Đuôi cong cần câu này các bạn này. Chưa ngoan cho lắm. Ý dạ. Đuôi khóa trái này các bạn này. Đuôi khóa trái, đốm lưỡi, rất tính đực các bạn nha. Rất đẹp. Đó. Nhìn cái tướng rất là đẹp luôn. Đội này là hơi non tháng, gần 2 tháng thôi. Đấy. Các bạn này nhìn rất là lanh lợi và khỏe mạnh rồi các bạn ạ. Các bạn này nhìn rất là đáng yêu các bạn. Chân vện rất là đều đẹp. Sù tít luôn. Đó, đuôi cũng đẹp. Đây mà mình bỏ hòn đá này ra là chạy hết luôn. Nhát. Nhìn rất là khỏe, nhảy nhát kỹ củ luôn. Đó.